Viên Park Hang-seo đã tới sân Thiên Trường để theo dõi trận đấu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là ông cùng với các trợ lý không thể bỏ qua một cuộc đối đầu như thế này. Sai lầm của Đông Dũng, và đây là cơ hội được mở ra cho Bruno. Bruno! Quá đáng tiếc cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Một tình huống mà các trung vệ của Hà Nội mặc dù yếu thế hơn nhưng vẫn kịp thời lùi về để ngăn chặn cú sút của tiền đạo đối phương. Nhưng để bỏ lỡ một cơ hội như vậy thì Bruno phải tự trách mình trước. Có đầy đủ những yếu tố chủ động. Hãy cùng xem lại một lần nữa pha thoát xuống và dứt điểm của Bruno, người đã lùi về rất nhanh và ngăn chặn, đó là Thành Trung. Nếu đó là Brandao hay là Văn Toàn thì có lẽ là mọi thứ đã khác. Một cơ hội 10-10 để cầu thủ Hoàng Gia Lai có thể hướng tới bàn thắng mở tỷ số nhưng họ đã bỏ lỡ nó. Siladi. Văn Quyết. Quang Ngươi. Sẽ có một chiếc thẻ phạt dành cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Quyết đã có một động tác đầy kinh nghiệm để vượt qua Nguyễn Phong Hồng Duy nhằm hướng tới một tình huống đối mặt với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Thẻ vàng là hoàn toàn xác đáng. Những diễn biến trong hiệp 2 đã trở nên hấp dẫn hơn. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Hồng Duy không còn cách nào khác để cho Văn Quyết vượt qua thì số 10, đội trưởng của đội bóng thủ đô, sẽ đối mặt với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh ở một đà băng xuống thuận lợi. Đó là điều bắt buộc phải làm. Người ta đã nói là trong hiệp 1 Hoàng Gia Lai cũng như là những trận đấu gần đây thì đội bóng phố núi đã bắt đầu biết cách chơi thực dụng hơn. Đó là điều cần thiết. Điều cần thiết để có thể duy trì được tính cạnh tranh ở một giải đấu khốc liệt như là V-League. Quá sâu. Cú chuyền bóng quá sâu của Văn Quyết. Văn Toàn rất nhanh. Trả bóng ngược cho Thuyền Hải. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng trong những phút thi đấu vừa qua. Mọi thứ diễn ra vô cùng khẩn trương. Và đó chính là một thế trận mà người hâm mộ chờ đợi cho cuộc đối đầu ở vòng đấu này. Toshibuyan. Quả tạt. Cơ hội vào. Văn Quyết một lần nữa là người đóng vai trò quyết định. Văn Quyết là người đã đưa đội bóng vào lưới của thủ môn Đinh Tuấn Linh. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng thủ đô. Đây là niềm vui và sự bùng nổ của các cổ động viên đội chủ nhà. Tỷ số là 1-0. Điểm nhấn đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Liên tiếp những tình huống ăn miếng trả miếng giữa cầu thủ cả hai bên. Khung thành cả hai bên liên tục trao đảo. Bây giờ thì đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục chứng tỏ phong độ tốt của anh ở mùa giải này. Có mặt đúng lúc, đúng chỗ, đem bóng và mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Lại là một kiến tạo nữa của Toshibuyan. Kiến tạo thứ 3 kể từ khi anh khoác áo đội bóng này. Chẳng qua theo kèm đối với Văn Quyết. Và công việc là rất đơn giản với một cú đệm lòng nhẹ nhàng. Văn Thanh đã không thể lùi về kịp. Tỷ số là 1-0, bàn thắng thứ 15 của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Họ một lần nữa vươn lên dẫn trước câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trong những cuộc đối đầu trên sân vận động Hàng Đẫy. Đó là bàn thắng thứ 3 của Văn Quyết mùa này. Trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn, chắc chắn là như vậy. Văn Quyết. Trong một mùa giải không còn Quang Hải nữa thì vai trò của Văn Quyết càng trở nên rực sáng hơn. Anh trở thành đầu tàu dẫn dắt những cầu thủ trẻ, kết nối những người đồng đội xung quanh. Luôn luôn biết lên tiếng ở những thời điểm quan trọng nhất. Toshibuyan.
cách biệt chỉ là một bàn trên sân hàng đẫy. Hoàng Gia Lai đã chơi khá tốt trước khi mà họ có một khoảnh khắc mất tập trung ở vị trí của Văn Thành và dẫn tới lỗi để Văn Quyết ghi bàn. Toshimuya, đây là Silari. Văn Hậu, đường chuyền vào và cơ hội nữa, hai không. Lần này tới lượt Phạm Tuấn Hải, rất nhanh, chỉ trong vòng ít phút thì câu lạc bộ Hà Nội đã có hai bàn thắng. Sự hưng phấn đang thuộc về đội bóng thủ đô. Họ phối hợp với nhau, tìm thấy nhau trong những đường chuyền quan trọng nhất. Tỷ số đã là 2-0 rồi. Hoàng Gia Lai đã có một hiệp một rất tốt. Họ tạo ra được tính cân bằng với câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng bây giờ thì chỉ trong ít phút của hiệp 2, kịch bản trong vòng 10 năm vừa qua một lần nữa lại tái lập. Các cầu thủ áo vàng đã sụp đổ tương đối nhanh. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường chuyền của Đoàn Văn Hậu. Bóng chạm vào Mauricio và ở phía trong, một lần nữa thì không có ai theo kèm đối với Phạm Tuấn Hải, người đã dứt điểm và ghi bàn thắng thứ hai này. Hai pha lập công đều ở cự ly gần. Lần lượt là Văn Quyết và bây giờ là Phạm Tuấn Hải. Văn Quyết và Tuấn Hải đều lần lượt có được những tình huống ghi bàn thứ 3 cho cá nhân mình ở mùa giải năm nay trong một trận cầu quá quan trọng. Nhiệm vụ của Hoàng Gia Lai là quá khó khăn cho những phút còn lại. Khi cách biệt chỉ là một bàn thì mọi thứ vẫn còn ở phía trước, nhưng hai bàn đá với câu lạc bộ Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy thì quả thực là khó. Hoàng Gia Lai bắt buộc phải chơi mạo hiểm hơn. Và đó lại là điều mà câu lạc bộ Hà Nội ưa thích với những đội bóng chơi tấn công với họ ở trên sân Hàng Đẫy. Và hơn thế nữa thì đội bóng thủ đô đang có cách biệt hai bàn. Đường chuyền rất hay rồi, đây là Bruno, không được, vẫn không vào. Bruno đã bỏ lỡ tới hai cơ hội rồi. Cần phải có một bàn thắng cho Hoàng Gia Lai để giúp cho họ lấy lại được một tâm lý cân bằng hơn. Thật đáng tiếc cho Bruno, hai tình huống đối mặt nhưng không có bàn thắng nào cả. Randall, Toshimuyan khá hay, tiếp tục đột phá. Sự hưng phấn khiến cho những pha xử lý cũng có phần trở nên ngẫu hứng hơn. Hà Nội nhanh chóng có được hai bàn thắng trong những phút thi đấu vừa qua. Tỷ số đang là 2-0. Nếu thắng trong trận đấu ngày hôm nay, Hà Nội sẽ có cách biệt lên tới 7 điểm với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Họ chắc chắn sẽ vô địch lượt đi nếu như chỉ cần một kết quả hòa ở trong trận đấu này. Nhưng bây giờ thì đội bóng của huấn luyện viên Chujio đang có một lợi thế nhiều hơn như vậy. Susa không phải là một vấn đề với thủ môn Bùi Tấn Trường. Hiệp 2 của trận đấu với Top Line Bình Định là hiệp đấu rất hay của Bùi Tấn Trường. Trong một thế trận phòng ngự thì Bùi Tấn Trường đã có những pha phản xạ có thể nói là cực hay, làm nản lòng các chân sút của Top Line Bình Định và giúp cho đội bóng thủ đô có được cách biệt tối thiểu đủ để mang về trọn vẹn 3 điểm. Brandao, hãy nhìn vào cái cách khi Brandao cầm bóng. Không phải chỉ ở tình huống vừa rồi mà cả ở thời điểm cách đây 1 phút, luôn có tới từ 2 tới 3 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội ở gần để ngăn chặn anh. Còn những người đồng đội của Brandao thì hầu hết chỉ đứng nhìn và không tạo ra được những pha bóng mang tính hỗ trợ. Trong bối cảnh khó khăn như thế này thì Hoàng Gia Lai cần phải biết chắt chiu những tường cố định. Pha đưa bóng vào vừa rồi là cửa luông sân trường.
Văn Thành, Văn Toàn, đây là Bruno đánh đầu vào. Hiệp hai của trận đấu này đang diễn ra rất hay. Bruno đã bỏ qua những cơ hội còn dễ dàng hơn như thế này, nhưng trong một tình huống bóng bổng vừa rồi thì anh đã lên tiếng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Niềm vui lần đầu tiên tìm tới với các cổ động viên của Hoàng Gia Lai trong trận đấu này. 3 bàn thắng đã được ghi ở hiệp đấu mà chúng ta đang được theo dõi trên sân Đồng Hàng đây. Hiệp 2 đang diễn ra cực hay. Quả tạt vừa rồi là của Văn Toàn. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa quả tạt của Văn Toàn, và người đã không ngăn chặn được Bruno là Duy Mạnh. Đúng là một trận đấu mà người ta đã chờ đợi trong suốt cả tuần lễ vừa qua, và bây giờ thì những diễn biến của nó là vô cùng bất ngờ. Cách biệt được rút ngắn xuống chỉ còn một bàn, và có lẽ là các cổ động viên của Hoàng Gia Lai đang vô cùng tiếc nuối với những cơ hội trước đó mà Bruno đã bỏ lỡ.